Thưa các bạn, trên tay mình đang là một cái tông cắt tóc hiệu Enchen. Đây là một thương hiệu con của Xiaomi. Và cái dòng sản phẩm này có tên là Woodsata. Ở cái hoàn cảnh mà cách ly xã hội ngày một nhiều thì các tiệm cắt tóc phải đóng cửa, buộc chúng ta phải có những cái biện pháp dự phòng, ví dụ như là tự mua toner về rồi tự cắt tóc chẳng hạn. Đây, toner này được thiết kế rất là đẹp, nó thiết kế theo cái kiểu của cái sản phẩm của Xiaomi và Mizia. Đây, chúng ta sẽ có một loạt các thông số kỹ thuật như là sử dụng điện 5V. Và đáng lẽ chỗ này phải ghi 1A mới đúng, vì 5V 1A thì nó mới ra 5W được. Ok. Và còn lại toàn là tiếng tào công mình bó tay được. Ở đây chúng ta cũng có những biểu tượng tiếng tào và mình cũng không biết nó gì. Nhưng mà chỗ này có nghĩa là mình đoán có nghĩa là sạc qua cổng USB. Lý do mình chọn sản phẩm này là vì nó sử dụng cổng sạc USB-C rất là tiện. Nó có cái tính năng như là turbo và sử dụng pin. Pin có thể sạc được chứ không phải là những cái viên pin tiểu. Ok, mở hộp ra xem trong đây có cái gì nhé. Đây, mình đã xé ra để kiểm tra rồi. Phụ kiện chúng ta sẽ có một cái cáp sạc USB-C, một cái cây cọ để vệ sinh và một chai dầu nhỏ nhỏ để chúng ta có thể tra dầu khi cần thiết. Ok, mình bỏ lại. Đây là cái tông đơ mà mình đang nói đến. Tông đơ này nó có màu đen. Vỏ được thiết kế rất là đẹp, không bóng mà cũng không quá nhám. Nói chung là nó đẹp, nói chung là vậy đi. Chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB-C ở dưới đít, đồng thời một nút nguồn và hai cái đèn LED để hiển thị pin. Ở phía sau chúng ta sẽ có các dãy phím, các dãy số này có thể là tượng trưng cho chiều dài của tóc sau khi mà chúng ta lấy tông đời xong chúng ta ủi. Mình có thể thấy cái mức mặc định của nó là số 3, thì mình đoán là 3 phân, nó có thể nâng lên 6 phân hoặc là 9 phân hoặc là có thể lên tới 21 phân luôn. Các bạn có thể nhìn thấy không? Đây, khi sử dụng chúng ta chỉ cần bấm này là có thể ủi được rồi. Rất tiếc là mình không thể ủi tóc mình để cho các bạn xem được, nên chúng ta có thể sẽ phải dừng lại bài review đây thôi. Hy vọng là sẽ có cơ hội trải nghiệm cái sản phẩm này trên mái tóc của mình để có thể review cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.